thẳng hai cung mày, nó là cái khớp vai ở cái đầu mày này luôn, đúng không ạ? Ngay đầu mày và hai bên luôn đấy. Thì sẵn cái cây búa này này, mình gõ luôn vào khớp vai, mình gõ mỗi bên 30 tiếng đếm, và người lớn thì mình lặp lại 3 lần. Vâng, Nam Vân cho mình hỏi là mình ba ngày hôm nay tôi hiện tượng nó đau cái khớp vai phải, thì cũng đã vật lý trị liệu xoa bóp các thứ ngoài 12 động tác tiền trận rồi là 6 khung phản chiếu ra, thì chỉ dẫn hộ mình là thêm cái bộ phận nào xoa vào việc nào để cho tăng cường và mạnh hơn, nhanh hơn, nhanh hiệu quả hơn. Dạ. Xong ạ. Vâng, con cảm ơn chú. Chú có hỏi là chú đang bị đau cái khớp vai phải và chú đã biết Ok. làm 6 vùng phản chiếu, 12 động tác xoa mặt rồi, thì bây giờ có cách nào nữa không? Cách Đúng thì rồi. có rất là nhiều chú ạ. À. Trong diện trần có rất là nhiều cách để chúng ta làm. Nhưng mà hôm nay trong chương trình hôm nay chúng ta đang nói đến cây búa nhỏ, thì cái búa nhỏ là một cái mà trị đau cổ gáy vai khớp rất hiệu quả luôn. Như vừa nãy cô Yến có chia sẻ là mình chữa đau đầu gối á, thì tương tự cái khớp vai cũng vậy luôn. Khớp vai nó ở trên cái đầu hai cung mày ấy chú, đây ạ. À, nó ngang ở cái vị trí này lên, để con ghim lại con nhìn rõ cho mọi người. À, đây ạ. Thẳng hai cung mày, nó là cái khớp vai ở cái đầu mày này luôn, đúng không ạ? Ngay đầu mày và hai bên luôn đấy. Thì sẵn cái cây búa này này, mình gõ luôn vào khớp vai, mình gõ mỗi bên 30 tiếng đếm, và người lớn thì mình lặp lại 3 lần. Đấy, tức mình gõ vào đây. Và nhân tiện đây thì con chia sẻ luôn, đó là một trường hợp mà con có hay chia sẻ với mọi người á. Ông con bị tai biến, mà cái tay này này nó không, nó cứng, nó bị tai biến cứng, nó không dơ lên được, nó chỉ nâng lên một chút xíu này thôi à, mà vật lý trị liệu đủ mọi cách thì không thể nào mà nâng lên được. Nhưng mà sau khi được gõ cái cây búa này này, gõ bằng cái đầu đinh, ông bị liệt cứng, cho nên là con gõ đầu đinh, vì đinh thì nó sẽ làm mềm mà. Thì sau khi gõ khoảng 3 lượt thôi, ông có thể nâng được cánh tay lên cao luôn, khóa đầu luôn. Thì đó là hiệu quả của cây búa. Cho nên là mọi câu hỏi đều có câu trả lời, quan trọng là mình có tìm ra đáp án được hay không á. Và đáp án hôm nay của chú là hãy trải nghiệm cây búa để gõ ở đây ạ. Gõ mỗi ngày đi ạ. Một ngày gõ 2-3 lần, lúc nào rảnh thì chú gõ. Đó là một vị trí của vai, khớp vai. Còn một vị trí nữa, nó nằm ở trên mí tóc trán này này. Con tìm một cây gò huyệt ở đây. Một vị trí nữa nó nằm ở trên mí tóc đây ạ. Rồi. Ngay ở vị trí này ạ, nó là vai. Thay vì mình có cái gì đấy mình gạch này, đây con đặt này cho mọi người dễ nhìn nhé, mình gạch thì mình hãy dùng cái búa này mình gõ đấy, cũng gõ tương tự như vậy, nó vẫn là một cái khớp à. Nghe chú Bình hỏi giống như là chú vẫn mới bắt đầu làm quen với diện trần thôi đúng không chú? Đúng rồi, đúng rồi. Qua Dạ vâng, bạn thế giới thì thiệu. may quá. Chú À, có sự giúp. hãy tìm hiểu về các đồ hình của diện trần. Những vị trí mà con nói là những vị trí phản chiếu của vai trên đồ hình, Rồi, nó rất là dễ rồi, hiểu rồi. thôi, đúng không Rồi. ạ? Rồi tương tự như vậy, chú đang bị ở khớp vai, nó có thêm một cái vai ở phía gò má này nữa. Một cái gò má này, đây cái người, mọi người có nhớ cái người ngồi ôm cái đầu này không ạ? Thì cái khớp vai nó nằm ở đây ạ. Đấy, Rồi. mình gõ vào cái vị trí khớp vai đấy nữa luôn. À, có rất là nhiều cách, nhưng mà đây là một cách dễ nhất cho những người chưa học diện trần cũng có thể làm được. Đó là cây Rồi. búa nhỏ, hôm nay chúng nghe tác dụng của nó rồi đúng không ạ? Vâng, vậy thì chú hãy trải nghiệm với cái cách này nhé. Chú trải nghiệm đến khi nào mà chú cảm thấy có hiệu quả thì chú chia sẻ lại với phòng Zoom. Còn hôm nay cũng khá là muộn rồi, cho nên là không có thời gian để giải thích cho chú lại tại sao. Bởi vì những người mà mới á, người ta có một cái niềm tin thì người ta mới bắt đầu làm được. Đó chính là những cái vị trí phản chiếu ở trên đồ hình, nó rất là đơn giản thôi, nhìn là mình hiểu. Chú có sách diện trần ở đó không ạ? Có sẽ chuyển dần. Chú có sách diện trần ABC luôn đúng không ạ? Có luôn. À hay quá, thế Đây thì chú đã rồi. hiểu rồi, chú hiểu những gì con vừa chia sẻ rồi đúng không? Có, xin cảm ơn. Dạ vâng, thế là con cảm ơn chú. Rồi. Vâng, vậy thì chú Rồi. hãy trải nghiệm. Và thêm một nữa đi, thêm một cái nữa đi, chú hãy gõ vào đồng ứng nữa đi ạ, đồng ứng của vai chú nhé. Ở Chú đâu có ạ? sách, chú có cái cuốn sách đồ hình phản chiếu và đồng ứng màu xanh xanh ở trong nhà không? Cũng có, dựa trả ABC rồi. Đây cuốn này ạ. À? Chưa có. Chưa có, chưa có. Dạ trong cuốn này có hết toàn bộ đồ hình của tất cả mọi phản chiếu và đồng ứng luôn. Đấy. Thì bây giờ chú hãy trải nghiệm, mà chú trải nghiệm với cái phản chiếu đi, còn đồng ứng thì con sẽ chia sẻ cho chú một chút xíu như thế này, chú kiểm tra xem là mình có phù hợp không nha.
Rồi. Tương tự với cây búa, không làm đâu xa hết, tương tự với cây búa thì ở cái này là cổ, đây là cổ ngón tay, thì vai nó ở hai bên, vai nó Vâng. ở hai bên, cái khớp vai nó ở hai bên, Đúng rồi. chú gõ ở hai bên này cho con nhìn rõ không ạ? Đây là mặt Ấm. sau của ngón tay này, gõ ở hai bên. Tương tự như vậy, bàn tay nắm lại hình cái đầu, thì ở đây là cổ gáy, thì vai ở hai bên, được chưa ạ? Rồi, bác cảm ơn. Gõ tiếp bằng ạ. Rồi. Còn tương tự như thế nhé, chú đi tìm tiếp chỗ nào có đầu cổ thì chỗ đấy có vai gáy, mình gõ tiếp Ok. đi ạ, để Rồi. xem là cái hiệu quả như thế nào, chú nhớ chia sẻ lại Rồi. cho chúng con biết. Rồi, dần dần từ từ. À. À Rồi. vâng, nhiều quá Xin rồi đúng không ạ? rồi, xin cảm ơn. Dạ Rồi. vâng, như Xin vậy cảm là ơn. có rất là Chúc nhiều thầy cách để chúng ta giải quyết một vấn đề. Con cảm ơn chú đã đặt câu hỏi, gửi tới câu hỏi tới chương trình. Và như thầy tổ đã nói á, món ngon là món hợp với mình chứ không phải là món hợp với người khác. Mình chia sẻ vậy đấy, nhưng mà mình phải trải nghiệm xem là nó có hợp với mình hay không, để mình có thể là mình áp dụng thì nó mới ra được cái kết quả cho mình.